Sáng ngày 13 tháng 10, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân. Đây là lớp thứ hai được Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn trong tháng 10 năm nay. Tham gia tập huấn có 250 cán bộ nhân viên thuộc các cơ quan, quân lực, cán bộ, tài chính, quân y đến từ 31 đơn vị khối các học viện, nhà trường, bệnh viện, tổng công ty trực thuộc bộ trong toàn quân. Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt những nội dung mới về chế độ chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phương thức quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quân đội, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ, các quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn quân.